Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 191. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Trăng sáng treo trên biển. Buổi tối hôm nay thật là yên bình. Thủy triều nhẹ nhàng phun trào như là an ủi lòng người. Cửa sổ mở ra, một nam tử che mặt, lưng đeo trường đao, rất tự nhiên bay vào rồi đứng giữa phòng nhìn thẳng về phía giường. Khương Vọng đang ngồi khoanh chân ngay ngắn ở trên giường. Người tới chậm, hắn nói. Nam tử kia gỡ khăn che mặt xuống, lộ ra một vẻ mặt lạnh lùng. Tất nhiên người kia chỉ có thể là Điền Thường. Ta không thể để bất kỳ người nào biết việc ta tới gặp ngươi, cho nên phải chờ lâu một tí. Không sao, Khương Vọng mỉm cười, ta không ngại. Ban ngày lúc gặp nhau hắn đã nhắc nhở Điền Thường, người tề cần phải giúp đỡ nhau. Điền Thường là người thông minh, không có đạo lý lại nghe không hiểu, trừ phi là muốn giả ngu. Mà Khương Vọng cũng chẳng thiếu cách để đối phó với người giả ngu. Người có chuyện gì? Điền Thường hỏi. Gã là một người rất thông minh, tất sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Từ sau cái vụ bí cảnh thất tình kia kết thúc xong, Khương Vọng chưa từng tìm gã đến một lần. Không yêu cầu bất cứ tình báo gì, bất kỳ tài nguyên gì, bất kỳ việc tìm kiếm gì. Nhưng đương nhiên gã không cho rằng Khương Vọng đã quên đi gã. Khương Vọng không yêu cầu, chỉ có thể là vì thời cơ chưa tới, mà cái mà gã có thể cho hắn vẫn chưa đủ nhiều. Gã biết bản thân mình sẽ lựa chọn như thế nào, cho nên gã nghĩ gã cũng biết lựa chọn của Khương Vọng. Tối nay gã có mang theo đao đến, nếu như có thể giết chết Khương Vọng thì gã nhất định sẽ không có nhẹ tay. Nhưng mà cho đến hôm nay, dù cho gã có gỡ nội phủ, nhưng mà sự chênh lệch thực sự với Khương Vọng trái lại có một khoảng cách rất lớn. Vì thế gã rất nghe lời, như là gã nghe lời Điền An Bình vậy. Đương nhiên Khương Vọng cũng không có mong chờ lòng trung thành của một người như vậy. Chỉ cần hắn có thể duy trì áp chế thực lực từ đầu tới cuối, luôn nắm giữ sinh tử của người kia là được. Không vội, Khương Vọng nói tiếp. Đã lâu không gặp, chúng ta nên hẳn trò chuyện một lát, nhận biết nhau một lần nữa. Đương nhiên, Điền Thường nói. Dù nói là nhận biết nhau, nhưng mà gã biết gã chỉ có tư cách bị nhận biết. Gã rất có giác ngộ. Ta nhớ rằng lúc trước mình hình như là ngươi thân thiện hơn rất nhiều. Biểu cảm bình thường cũng không giống như hiện tại. Khương Vọng dừng một lát, nghĩ đến một từ rất thích hợp. Lạnh lùng. Ngươi biết Thất Tâm Cốc là nơi nào không? Điền Thường hỏi lại. Tuy là câu hỏi ngược lại, nhưng mà gần như đã có câu trả lời. Có thể tiếp tục sống sót ở nơi như vậy, bất kể có đồng ý hay là không, chắc chắn vẫn có chút thay đổi, sẽ đi theo mãi mãi. Khương Vọng gật gù tỏ ra đã hiểu, lại chủ động hàn huyên thêm. Ta nhớ ngươi có một người bằng hữu, xuất thân là người Công Dương gia. Sao hôm nay không thấy người kia? Đã chết trong Thất Tâm Cốc. Điền Thường trả lời rất bình thản, không thể nhìn ra bất cứ một loại tâm trạng nào từ vẻ mặt của gã. Giống như gã nói về một người hoàn toàn xa lạ, nói về chuyện hoàn toàn không quan trọng một chút nào. Nhưng mà Khương Vọng rõ, cái tên Công Dương Lộ kia là một cao thủ trận đạo. Lúc đó tên kia là người mà Điền Thường tín nhiệm nhất. Ta không nói nén bị thương, vì ngươi cũng không cần trấn an. Khương Vọng sắp xếp từ ngữ một chút rồi nói. Ngươi nói về mình một chút xem sao, tình hình hiện tại thế nào? Nhưng ngươi đã thấy, hiện tại cuộc sống của ta vẫn ổn. Điền Thường tiếp tục nói. Điền An Bình cho ta quyền lực không nhỏ, để ta phụ trách chuyện ở hải ngoại. Điền An Bình. Khương Vọng cảm thấy hơi khó hiểu. Hắn vốn cho rằng Điền Thường quật khởi do trong lúc đối kháng với Điền An Bình mà được nâng đỡ,
nhưng mà không nghĩ tới người trợ giúp Điền Thường lại là Điền An Bình. Hắn nhớ chính là Điền An Bình đã nhốt Điền Thường vào thất tâm cốc chờ chết. Lúc ấy hắn biết chuyện này còn cảm thấy rất tiếc. Dù sao đây cũng là tình báo mà hắn ta vất vả lắm mới giữ lại được, hơn nữa còn cực kỳ có tiềm lực. Một người bình thường hắn sẽ không có quan, không có trọng dụng người từng bị mình đày đọa. Hình như Điền An Bình hoàn toàn không lo lắng nuôi hổ thành hoạ, không lo lắng Điền Thường sẽ trả thù. Ở trong thất tâm cốc suýt nữa ta đã phát điên. Điền Thường giật giật khóe miệng. Phải chăng điều này khiến cho Điền An Bình cảm thấy gần gũi hơn? Bị áp chế, bị người ta ung dung nắm giữ sinh tử và quyết định vận mệnh, bản thân phải chịu đựng tra tấn không phải là người nào cũng có thể chịu được. Người tín nhiệm nhất cũng có thể chết trong thất tâm cốc. Vậy mà giờ phút này gã vẫn có tâm trạng để mà nói đùa, lấy tên điên Điền An Bình ra mà làm trò đùa. Như vậy cũng quá là thần kỳ. Nơi không tầm thường gần như chỉ đã giúp gã mùa vui trong khổ sở. Hơn nữa gã cũng không bị Điền An Bình chèn ép mà đánh mất ý chí chiến đấu. Cũng không phải là gã không sợ Điền An Bình như ngày thường gã vẫn thể hiện. Gã cũng sợ, nhưng mà gã có thể đối mặt. Mà đây chính là cơ sở để gã có tư cách đối địch với Điền An Bình. Người rất đáng gờm, Khương Vọng khen. Sau khi ta đi ra khỏi thất tâm cốc, mọi người đều nói như vậy. Điền Thường nói, vì thế ta không có cách gì có thể biết điều và ôn hòa như trước. Gã chỉ vào mặt mình và nói, không phải ta chọn biểu cảm này, mà là bọn họ chọn cho ta cái này. Lời nói này không quá dễ hiểu, nhưng Khương Vọng chắc chắn hiểu. Điền Thường cũng không để ý dáng vẻ bản thân như thế nào, gã chỉ quan tâm dáng vẻ mới có thể giúp gã đạt được nhiều thứ. Nói xem Điền An Bình để ngươi phụ trách việc gì? Khương Vọng hỏi. Điền Thường lắc lắc đầu, tỏ vẻ gã không thể nói. Ta sẽ chết. Khương Vọng suy nghĩ một lát rồi nói, như vậy đi, ta hỏi, còn ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu. Bằng cách từng bước thu nhỏ phạm vi, cũng có thể suy đoán ra được sơ sơ nguyên trạng của sự kiện. Còn đã tình báo đến từ Đại Trạch Điền Thị có thể mang đến cho hắn gợi ý hoàn toàn mới về sự kiện hải tế. Nhưng Điền Thường nói, cũng không thể. Khương Vọng cũng không tức giận, chỉ nói, ngươi là người thông minh, ta tin ngươi có chừng mực. Lời này quán có hai tầng ý. Một là Điền Thường chắc chắn sẽ nghĩ ra cách có thể tránh được cấm chế của Điền An Bình, rồi nói cho hắn ta nghe một chút. Hai là Điền Thường cần phải hiểu rõ rằng gã không có tư cách từ chối quá nhiều đối với Khương Vọng. Hiển nhiên, Điền Thường cũng hiểu được. Vì thế gã nói, thôi vẫn để ta tự nói. Gã nhìn quanh phòng một lần, cuối cùng ngồi xuống trước bàn gỗ bày ra một bộ trà cụ màu cơ bản. Điền Thường dùng cách của mình kiểm tra qua gian phòng này rồi nói, từ trước đây rất lâu ta đã sinh sống ở hải ngoại, tham dự vào công việc của Điền gia ở quần đảo ven biển. Người cũng biết Triều Tín đúng không? Chính là tìm cơ hội ở trên biển mà lấy được. Triều Tín là một thanh danh đao, là bội đao của một vị lão gia Điền Thị nào đó, sau đó đã bị Điền Thường cướp đoạt rồi giấu đi. Mà vị gia lão Điền Thị đã chết kia tất nhiên chính là chất dinh dưỡng trong lúc Điền Thường giấu tài. Có lẽ cũng chỉ là một trong số nhiều. Chỉ là từ sau khi rời khỏi thất tâm cốc, tiềm lực của gã đã được thừa nhận, lại có Điền An Bình chống đỡ, cho nên cách gã hấp thu chất dinh dưỡng cũng thay đổi theo. Từ ở sau màn tiến ra đến trước đài. Cho nên ta rất quen thuộc công việc ở hải ngoại. Điền gia muốn làm một chuyện rất quan trọng ở quần đảo ven biển, không biết là may mắn hay là bất hạnh, mà Điền An Bình cho rằng ta có thể phụ trách một phần trong đó. Điền Thường nói, vì thế hiện tại ta mới ở đây. Khương Vọng không lên tiếng, lặng lặng nghe gã giảng giải. Ta chỉ có thể nói ra bốn chuyện quan trọng. Điền Thường duỗi bốn ngón tay ra, sau đó ngập ngừng một cái. Thứ nhất, những người được phát đến quần đảo ven biển này đều thuộc Điền An Bình trực tiếp chỉ huy. Bằng cách nào đó có thể sắp tới y sẽ trực tiếp chỉ huy bọn ta. Thứ hai, Điền Thị ta sẽ tham gia hải tế vào mùng 4 tháng 4. Thứ ba, nguyên nhân sau chuyện gần đây liên tiếp xảy ra sự kiện hải thú mất khống chế không đơn giản. Thứ năm, thứ bốn, điếu hải lâu sẽ có hành động lớn.
lần này của gã cũng cung cấp một lượng tin tức không nhỏ. Đầu tiên có thể biết chuyện mà Điền Gia muốn làm là quyết định của Điền An Bình. Một lời đã điều động lực lượng của Điền Gia ở toàn bộ quần đảo ven biển, sắp xếp một vị trí cho Điền Thường. Thì có thể thấy được tuy rằng Điền An Bình bị tụt tu vi, cấm túc ở trong quận Đại Trạch, nhưng mà sức ảnh hưởng của người kia trong gia tộc vẫn chưa suy yếu quá nhiều. Điểm này thực sự khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Thứ hai, cách Điền An Bình trực tiếp chỉ huy Điền Thường cũng thuộc một bí ẩn không thể nói. Có lẽ cái này có liên quan đến việc Điền An Bình lách qua cấm phong mà tiếp tục tu hành. Thêm nữa, việc Điền Thị tham gia hải tế không phải là chuyện quan trọng gì, bởi vì có rất nhiều thế lực tham gia hải tế. Nhưng mà Điền Thường đã đặc biệt nói ra sự kiện này, vậy thì chứng tỏ chuyện mà Điền An Bình thao túng kia có liên quan đến hải tế ngày mùng 4 tháng 4, quần đảo ven biển. Chỉ lại còn e ngại cấm chế, nên gã không thể nói nhiều được. Về phần chuyện hải thú mất khống chế, thì lại trùng với tình báo của Khương Vọng. Nhưng mà sự kiện khiến cho hắn hứng thú nhất chính là hành động lớn của Điếu Hải Lâu. Không thể nói Điếu Hải Lâu sẽ làm chuyện gì lớn sao? Khương Vọng hỏi. Điền Thường lắc đầu một cái. Chúng ta cũng không biết, bọn ta chỉ phán đoán như vậy thông qua các dấu vết và tình báo thôi. Còn cụ thể sẽ làm cái gì thì ta không biết. Khương Vọng im lặng một lúc hỏi. Ngươi cảm thấy những tin tức này có thể làm cho ta hài lòng không? Không thể nói những tin tức này không có phân lượng, nhưng mà không cái nào có thể trực tiếp giúp ích cho hắn. Ngươi muốn biết cái gì? Điền Thường nhìn hắn. Hoặc là nói ngươi muốn ta làm cái gì? Không cần ngại trực tiếp nói cho ta biết, để ta xem có thể tránh được cấm chế của kẻ điên kia hay không. Giống như cách Khương Vọng đang quan sát gã vậy, gã cũng thử quan sát Khương Vọng. Khương Vọng vẫn luôn biết người này sẽ không bị khống chế một cách dễ dàng. Loại người vừa là thiên tài vừa là kẻ điên như Điền An Bình kia mà cũng có thể hoàn toàn áp đảo Điền Thường. Vậy nên Khương Vọng không nghĩ rằng bản thân mình lại có thủ đoạn hơn cả Điền An Bình. Thế là Khương Vọng cười nói. Ta cũng không cần ngươi làm cái gì. Cũng không có chuyện gì cực kỳ tò mò. Nhưng mà ngươi cần cho ta biết, ngươi vẫn còn nằm trong sự khống chế của ta. Hắn không nói nếu không hậu quả sẽ thế nào, nhưng mà hai người bọn họ đều biết rõ hậu quả. Đương nhiên, Khương đại nhân. Điền Thường im lặng một lát, hình như là đang sắp xếp từ ngữ, sau đó mới nói. Có một việc là suy đoán của ta, nhưng hẳn là sự thực. Điền An Bình và Khánh Hy đã hợp tác trong tối từ lâu. Quan hệ giữa hai người bọn họ là vô cùng bí mật. Không biết tin này có đủ phân lượng không? Kẻ điên của Đại Trạch Điền Thị lại qua lại với lão bất tử Tứ Hải Thương Minh trong bóng tối. Hơn nữa còn hợp tác đã lâu. Đây đúng là một tin tức cực kỳ lớn. Dù cho hình như là tin tức không có quá nhiều giá trị đối với Khương Vọng, nhưng mà hắn cũng không có phủ nhận phân lượng của tin tức này. Chỉ ít vào lúc này Điền Thường đã trả giá bằng một mức độ trung thành nào đó. Mà Khương Vọng lập tức nghĩ đến. Hẳn là Điền An Bình cũng đã biết việc hắn thông qua Trọng Huyền Tín để sắp xếp Thúy Phường Là và trong buổi đấu giá của Tứ Hải Thương Minh, sau đó câu ra được chuyện của Vũ Nhất Dũng. Hẳn là chuyện này không có điểm gì có thể để bị Điền An Bình lợi dụng. Chuyện thứ hai mà hắn nghĩ tới là khoảng thời gian trước khi hắn đi Thất Tình Cốc, Khánh Hy thường sai người đến lấy lòng hắn, cũng tỏ ý muốn thu bảo vật tăng thọ. Mà chuyện xảy ra trong thế giới ẩn tinh cũng có thể hiện rõ Điền An Bình đã xác định mục đích chính là bảo vật tăng thọ. Bây giờ nghĩ lại, khả năng hành động lần đó của Điền An Bình chính là chuẩn bị cho Khánh Hy. Thế nhưng nếu như hai người bọn họ thực sự đã hợp tác từ lâu, như vậy vì sao Khánh Hy còn tìm tới hắn? Là đơn thuần muốn có thêm một lớp bảo hộ, hay là vì thực sự giữa ông ta và Điền An Bình không có sự tín nhiệm? Khương Vọng nghĩ đi nghĩ lại, rồi bỗng nhiên giật mình. Hắn ý thức rằng bản thân lại vô thức coi Điền An Bình thành kẻ địch giả. Vô thức đoán mò, cảm giác giống như là bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị Điền An Bình nhắm vào vậy. Đây là một kiểu chột dạ. Bởi vì đúng là hắn ta đã làm hỏng chuyện của Điền An Bình ở trong thế giới ẩn tinh. Cho dù là sau đó Trọng Huyền Thắng đã giúp hắn xử lý dấu vết sạch sẽ, khiến cho bảo vật tăng thọ của hắn có một nguồn gốc rõ ràng, nhưng hắn vẫn không thể xóa nhòa được nỗi lo ông này, luôn lo lắng sẽ bị Điền An Bình phát hiện. Nói tới nói lui, vẫn là cái tên Điền An Bình này tạo cho người ta áp lực quá lớn.
Chuyện y cường sát con trai trường danh môn Liễu Thần Thông khiến cho mọi người ý thức được y có thể làm bất cứ chuyện gì, hoàn toàn là một kẻ điên. Khương Vọng không e ngại bất cứ một đối thủ nào, thế nhưng cũng khó tránh khỏi mấy thế kiêng kỵ khi phải đối mặt với một kẻ điên cường đại là hay tùy ý làm vậy. Đây là trạng thái mà mỗi người bình thường đều sẽ như vậy. Nhưng Khương Vọng không nên có. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại để xóa tan cảm xúc kiêng kỵ ở trong lòng. Lúc mở mắt ra, Khương Vọng đã nở một nụ cười. Được rồi, tin tức này rất đủ phân lượng. Điền An Bình và Khánh Hy hợp tác ngầm. Nói tin tức này quan trọng thì cũng không phải, mà nói không quan trọng thì cũng không phải, chủ yếu phải xem lợi dụng nó như thế nào. Chuyện này có rất nhiều phương diện có thể suy nghĩ. Ví dụ như Trọng Huyền Thắng có hợp tác với Tứ Hải Thương Minh, nhưng mà loại hợp tác này không cần che giấu. Xem xét ngày thường, Điền An Bình và Khánh Hy không hề liên quan với nhau, nhưng mà lại lặng lẽ hợp tác trong âm thầm. Vì thế bọn họ đang che giấu cái gì? Bọn họ hợp tác việc gì? Điền Thường không nói được những chi tiết cụ thể đó. Có lẽ hắn suy đoán, nhưng mà không muốn bộc lộ hoàn toàn. Khương Vọng có thể tha thứ. Loại người như Điền Thường thì không nên quá ép buộc hắn cho phép Điền Thường giữ lại một phần bí mật. Chỉ cần vào thời điểm quan trọng có thể nắm chắc chừng mực là được. Hắn chưa từng nghĩ và cũng biết rõ rằng mình có thể khống chế Điền Thường hoàn toàn. Hắn chưa từng nghĩ và cũng biết rõ rằng mình không thể khống chế Điền Thường hoàn toàn. Nếu Điền Thường bị khống chế dễ như vậy, cũng không thể thành công mưu hại gia lão của danh môn đỉnh cấp mà vẫn bình yên vô sự, lại càng không thể sống sót dưới tay của Điền An Bình. Phong cách làm việc trước giờ của Khương Vọng cũng không phải là kiểu hờ một tí, là tư thái cá chết rách lưới để dọa người ta. Lúc bán ta tỏ thái độ, Thường mới thực sự là cá chết rách lưới. Nhìn Điền Thường ngồi trước bàn, Khương Vọng suy nghĩ một lát rồi nói: ta cũng sẽ tham gia hải tế lần này. Nếu có tin tức quan trọng nữa thì người báo cho ta bất cứ lúc nào. Ta biết cách. Ta biết người có cách. Hắn quyết định thấp thoáng nhắc nhở Điền Thường một chút. Để Điền Thường biết mục đích đến chuyến quần đảo ven biển này của hắn ta có liên quan đến hải tế. Dùng cách này để thu thập được càng nhiều tình báo có độ công kích của Điền Thường. Chỉ ít trong khoảng thời gian hiện tại, Điền Thường không thể phản bội và đối nghịch với hắn. Bởi vì làm thế điếu Điền Thường không được chỗ nào tốt, lại càng không có ý nghĩa. Mà có lẽ hắn cũng chỉ tham dự hải tế một lần này thôi. Ta biết rồi, Điền Thường trả lời. Gã biết cuộc tán gẫu ngày hôm nay đã kết thúc nên đứng dậy. Ta không thể thường xuyên biến mất, vì thế nếu như sau này có tin tức gì ta sẽ để Điền Hòa thông báo với người. Người còn nhớ người kia không? Người kia không? Khương Vọng hơi suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: có ấn tượng. Xem ra sau khi cùng vào thất tâm cốc với Điền Thường thì Điền Hòa đã nhận được sự tín nhiệm của Điền Thường. Công Dương Lộ đã chết rồi, có lẽ hiện tại Điền Hòa chính là người mà gã tin tưởng nhất. Cũng có lẽ đương nhiên, là một người có thể chịu đựng tra tấn tàn khốc của thất tâm cốc nhưng một lòng không bán đứng mình thì đương nhiên sẽ có được sự tín nhiệm. Nếu như không phải tận mắt Khương Vọng nhìn thấy Điền Hòa đã giết chết biểu muội Lưu Tư của Điền Thường như thế nào, thì Khương Vọng cũng sẽ cho rằng nam nhân trung niên trầm mặc ít nói kia rất đáng có được sự tín nhiệm. Điều khiến hắn có ấn tượng sâu sắc với Điền Hòa chính là câu nói kia. Khi đó hắn hỏi Điền Hòa có ở lại Điền gia lâu nữa không, thì người kia nói: làm sinh không bằng làm quen. Người kia chỉ có tu vi bình thường, thiên phú hẳn cũng bình thường, ở lại Điền gia 40 năm, 43 năm vẫn chỉ là tùy tùng một công tử chi thứ. Nhưng mà lời nói lúc đó lại cảm giác giống như là ông ta xem danh môn đỉnh cấp đại tề đại trạch Điền thị như là một miếng mỡ dày vậy. Loại ẩn nhân bình tĩnh đạt tới trình độ đỉnh cao cùng với giác ngộ, cảm giác đói khát kia của ông ta đã khiến cho Khương Vọng không thể khinh thường. Điền Hòa và Điền Thường, còn có cả Điền An Bình, Khương Vọng cảm thấy nếu ba người này có thể đồng tâm hiệp lực thì trong tương lai trăm năm nữa, Điền gia sẽ nghênh đón sự phát triển thần tốc. Đáng tiếc là mãi mãi ba người này cũng không thể đồng tâm hiệp lực. Điều thú vị hơn là Khương Vọng lại nắm giữ được nhược điểm của hai người trong số họ. Có lẽ thu hoạch lớn nhất khi ở thế giới ẩn tinh lúc đó không phải là hóa đóa hoa sinh mệnh kia, cũng không phải là Định Phong Châu, mà là Điền Hòa và Điền Thường.
Đền thường lặng lặng rời đi không một tiếng động, hệt như lúc đến, còn tiện tay đóng cửa sổ lại. Khương Vọng không nói gì thêm, chỉ đặng đặng nhắm mắt lại và tiếp tục việc tu hành ngày ngày. Tin tức của Bích Châu bà tới muộn hơn so với dự tính một chút. Khương Vọng đợi đến 20 ngày. Khương Vọng đợi đến ngày 24 tháng 3, thì người Bích Châu bà sai đưa tin mới tới. Lúc này số người trên hoài đảo đã đông như mắc cười. Người tham dự vào hoạt động hải tế dồn dập tới từ khắp nơi. Quán trọ Thanh Vân, nơi mà Khương Vọng cũng đã đầy, Khương Vọng ở cũng đã ngập tràn khách từ mấy ngày trước. Mặc dù hải tế là hoạt động của toàn bộ quần đảo ven biển, nhưng mà địa điểm chủ tế chắc chắn ở Đài Thiên Nhai. Cái gọi là dự lễ cũng đều là ở đây. Sau khi đến Trúc Lâu, Bích Châu bà tự mình dẫn đường, dẫn Khương Vọng tiến vào Điếu Hải Lâu. Suốt chặng đường liên tục có tu sĩ đứng dừng lại hành lễ hỏi thăm Bích Châu bà, nhưng mà cũng không tiến lên quấy rầy. Bích Châu bà cũng ôn hòa gật đầu đáp lại từng người một, cũng không hề lên mặt gì. Đến khi trụ sở tông môn Điếu Hải Lâu, Khương Vọng cho rằng đây là nơi có lối kiến trúc không thống nhất mà mình đã từng thấy. Nóc vuông, nóc nhọn, đúc sắt, tường đất bùn, tường đá đền, phong cách kỳ quặc cũng có. Điểm giống như là duy nhất chính là đều là lầu các. Nếu như không đống kiến trúc giống cái nồi sắt ở phía trước cũng được quay lại là lầu các, vậy thì tạm thời có thể xem như đây là một điểm giống nhau giữa các kiến trúc này. Có lẽ do người dân trên quần đảo ven biển vốn đến từ nhiều nơi, có khởi nguồn phức tạp, cho nên thiếu thẩm mỹ cũng không giống ai, cũng là một cách quái dị lẫn tạp với nhau, nhìn thấy thì cũng thấy rất hài hòa. Trên đường đi, Bích Châu bà nói rất ít, tựa như là rời vào loại cảm xúc bi thương gì đó khó có thể tự kiềm chế, chỉ đáp lại Khương Vọng bằng mấy câu chữ ngắn gọn, hoặc là nhẹ nhàng gật đầu đáp lại các tu sĩ Điếu Hải Lâu hành lễ với bà. Quải trượng đầu rồng nhẹ va chạm với mặt đất, phát ra âm thanh trầm thấp không một chút gợn sóng. Đây là một cụ già trầm lặng đầy đau thương, giống như bà đang khóc vì đệ tử yêu mến của bà. Cuối cùng Khương Vọng đi theo bà tới một gian nhà thật to được xây bằng đá. Khương Vọng thực sự muốn gọi nó là một gian nhà mà không phải là phần mộ, mặc dù nó thực sự cực kỳ giống một phần mộ, giống như một tòa mộ đá thật to ở bên trong mai táng một vị cự nhân vậy. Tổng thể là một nửa vòng tròn nằm úp, còn ở phía trước được dựng một cửa đá to lớn, bên trên khắc ba chữ lớn: Ngục Tù Hải. Cái ngục này lấy hai chữ Tù Hải làm tên, nói là ngay cả biển cũng có thể làm cầm tù. Đúng là ngang ngược, chẳng qua liên tưởng đến cái tên Điếu Hải Lâu cũng bá đạo không kém kia, thì lại chẳng thấy có gì là khó hiểu. Trước cửa Ngục Tù Hải không có người trông coi, có lẽ trông coi ở bên trong một ngục cũng có thể là không cần trông coi. Bởi vì Bích Châu bà dùng hai tay khô gầy đặt trên nên cửa, khiến cho phát ra âm thanh trầm thấp, cửa đá từ từ di chuyển. Nghe âm thanh kia, Khương Vọng rất nghi ngờ mình có thể di chuyển đến phiến cửa đá này hay không. Nó không mở theo hướng vào phía trong hay là hướng phía ngoài, mà lại chậm rãi tụt xuống, cuối cùng cả phiến đá đều nằm sâu vào lòng đất. Cảnh tượng này khá là kỳ quái, nhưng mà lại cực kỳ tương xứng với phong cách kiến trúc vô cùng kỳ quặc ở Điếu Hải Lâu. Nếu như cửa được mở một cách bình thường thì khi đó mới là kỳ quái. Bích Châu bà không nói hắn phụ giúp một tay, nên hắn cũng không hỗ trợ. Khương Vọng rất lo lắng nếu mình đột ngột đưa tay thì sẽ bị cấm chế gì đó làm bị thương, cho nên chỉ có thể ở một bên xem, nhìn vị lão thái bà này dùng sức di chuyển cửa mà không nháy mắt một cái. Chàng trai, trước mắt có chút khó khăn, Bích Châu bà bỗng nhiên thấp giọng nói. Khương Vọng lập tức phản ứng lại, cũng hấp tấp đưa tay ra, dốc hết sức di chuyển cửa. Đương nhiên hắn chỉ diễn là dốc hết sức thôi. Tuy rằng nội phủ cũng ầm ầm khởi động, nhưng mà thực ra dùng 7 phần 10 lực lực, hắn cũng có thể để cho Bích Châu bà nhìn thấy biết rõ về hắn, bởi vì bọn họ thực ra là địch chứ không phải là bạn. Trong từng đợt âm thanh trầm đục vang lên, cửa đá chậm rãi lún xuống. Trước mắt xuất hiện một hành lang hướng xuống phía dưới. Trên hai vách tường đều có bảo châu chiếu sáng, trái lại cũng không hề tối tăm. Nhưng hành lang lại kéo dài đến tận xa xa, liếc mắt nhìn mà chẳng thấy đường cuối. Đi vào đi.
Bích Châu bà thở dài một hơi khó hiểu, sau đó nói: Khương Vọng rất nghi ngờ sau khi mình tiến vào, nếu Bích Châu bà có lòng xấu xa mà đóng cửa đá lại, thì hắn có còn có cơ hội lao ra không? Nhưng mà vào thời điểm này Bích Châu bà không có lý nào lại hại hắn. Hắn quang minh chính đại đến Điếu Hải Lâu, Tề Quốc chính là chỗ dựa an toàn cho hắn, cho nên hắn dẫn đầu đi xuống đường hành lang. Sau khi đi vào thì mới phát hiện đường hành lang này cũng không có chật chội, quy mô rộng lớn nhiều so với lúc đứng ở bên ngoài cảm nhận. Lúc còn đứng bên ngoài kia, dù sao lối đi vào vẫn còn hạn chế, hơn nữa còn đã có một phần nguyên nhân do trận pháp nên không thể nhìn được quá rõ. Thực tế chiều rộng của hành lang này có thể so với 4 chiếc xe ngựa chạy song song, cao thì cũng ít nhất là 3 trượng. Từng viên bảo châu lớn nhỏ được sắp xếp theo một cách huyền bí, như là triển khai một loại hoa văn nào đó ở bên trên hai vách tường, nhưng nó quá rộng, cũng quá xa, cho nên nhất thời không thể vẽ ra hình dạng cụ thể trong lòng. Chuyện khiến lòng người lo lắng không hề xảy ra, bởi vì Bích Châu bà cũng đã chống quải trượng đầu rồng đi vào hành lang. Cửa đá phía sau cũng chậm rãi nâng lên, nhưng mà có trưởng lão của Điếu Hải Lâu ở bên cạnh nên cũng không có gì phải lo lắng. Trước khi đi vào sâu hơn nữa, Khương Vọng quay đầu nhìn thoáng qua cửa đá, nơi đó chỉ còn lại một khe hở, lộ ra ánh mặt trời ở bên ngoài ngục, rất nhanh đã bị cửa đá che kín. Việc này khiến cho người ta cảm thấy đè nén không tên, giống như một loại hy vọng nào đó bị chôn vùi vậy. Cửa đá này chỉ là kiên cố và nặng thôi sao? Cứ như chẳng thể ngăn cản được mấy người mạnh, Khương Vọng tùy ý tự hỏi. Đương nhiên không chỉ có thể. Đương nhiên không chỉ có thế. Hình như Bích Châu bà cảm nhận được sự bất ổn của hắn, nên giọng nói hiền lành. Nếu như người vừa nãy di chuyển cửa không phải là ta, thì trận văn cũng đã khởi động rồi. Khương Vọng không hề hiểu chuyện mà đi hỏi cụ thể trận văn gì. Chỉ dừng lại ở một lát rồi đóng sóng vai cùng với Bích Châu bà tiến vào. Đi được một bước, Bích Châu bà lại nhắc nhở. Chờ lát nữa nếu có người nói chuyện với người thì cứ ứng phó là được, đừng có tùy ý đắc tội bọn họ. Thái độ nghiêm túc như vậy khiến cho hắn ta cảm thấy hơi căng thẳng. Sẽ có những người nào? Khương Vọng hỏi. Lính cai ngục. Bích Châu bà chỉ nói chữ này rồi chẳng nói thêm gì nữa. Bóng lưng già nua của bà không hề dừng lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Khương Vọng cũng chỉ đành đi theo phía sau vào trong. Hành lang rất dài, càng đi càng hướng xuống dưới. Tính toán theo lộ trình thì hắn ta đã đi đến đáy biển, vậy mà vẫn tiếp tục đi xuống. Đi đến cuối hành lang dài, lại là một cái cửa đá nặng nề, trước cửa vẫn không có ai trông coi như cũ. Khương Vọng cũng vừa mới phác họa ra hoa văn mà bảo châu ở hai bên hành lang được sắp xếp trong suốt chặng đường, vậy mà thình lình phát hiện đó là rồng. Hai bên hành lang dùng bảo châu được phác họa ra hai con thần long, song long trấn ngục ra. Điếu Hải Lâu thực sự rất thích dây xéo rồng, làm long tệ tạo thành thuyền xương rồng, dùng rồng làm hoa văn trấn ngục trên vách tường, dường như có ý định dùng mọi phương diện để phụ họa cho truyền thuyết một người một gậy đuổi rồng chạy xa của tổ tiên bọn họ thuở mới khai phái. Lúc này không cần phải đẩy cửa, Bích Châu bà trực tiếp nắm chặt lấy vòng nắm cửa ở bên trên cửa đá, sau đó đập nhẹ hai lần rồi bỏ ra. Khương Vọng đột nhiên cảm thấy mình bị một loại ánh mắt lạnh lẽo nào đó chăm chú. Ánh mắt kia sâu thẳm, như là xuyên thấu vào trong thân thể, khiến cho người ta cực kỳ không được tự nhiên. Cũng may việc xem xét kia kết thúc rất nhanh. Không bao lâu sau, cửa đá bị người ta kéo từ bên trong. Người đứng ở phía sau cửa, người mà vừa mở cửa cho bọn họ là một kẻ say rượu. Chỉ thấy hắn ta gãi gãi cái mớ tóc rối như ổ gà, rồi đi vào trong mà không quay đầu lại, giống như hoàn toàn không quan tâm mấy người Khương Vọng đến đây làm cái gì. Bích Châu bà không nói gì, Khương Vọng cũng không lên tiếng. Cánh cửa đá không xa là một bàn dính đầy bụi bẩn, phía trên là một đống quân bài lộn xộn. Còn có ba người ngồi siêu siêu vẹo vẹo trên ba vị trí của bàn. Có hai người cởi trần, bọn họ bình thản để lộ lông ngực và đống mỡ của mình. Người vẫn mặc y phục kia thì đang dùng một tay chà sát bàn chân. Tóm lại ai nấy cũng đều là lôi thôi lếch thếch hết,
vò rượu ngã trái ngã phải, ngổn ngang dưới chân của bọn họ. Hiển nhiên, lúc trước mấy người bọn họ vừa uống rượu vừa đánh bài. Những người này chính là lính cai ngục trong lời nói của Bích Châu bà bà, nhưng mà hoàn toàn khác với tưởng tượng của Khương Vọng. Có thể để cho Bích Châu bà đích thân nhắc nhở thì chắc chắn là nhân vật nguy hiểm, chỉ ít cũng đều là khuôn mặt lạnh lùng, sát khí quanh người mới xem như là na ná trong tưởng tượng quán. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng một đám nam tử lang thang ngơ ngơ ngắc ngắc. Khương Vọng nghĩ lại, có khi là vì bọn họ chỉ có thể ở đây ăn no rồi chờ chết, không còn cách nào khác, cho nên mới có đặc điểm đặc biệt nguy hiểm. Đầu ổ gà mở cửa cho Bích Châu bà đi thẳng tới chỗ trống còn lại, nấc một cái rồi hùng hùng hổ hổ nói: ai dám đổi bài của lão tử, lão tử sẽ làm hắn. Cách cái bàn này 10 thước là một hàng rào sắt. Trên hàng rào chưa có vẹn vẹn một cái cửa, lúc này đã được mở ra. Xuyên thấu qua khe cửa hàng rào thì có mấy thấy phía sau lại là một hành lang rất dài. Chỉ là lúc này hai bên đường hành lang không phải là vách tường, mà là từng phòng giam một. Có phòng giam có người ở trong, cũng có cái không có, nhưng mà tất cả đều rất yên lặng. Mẹ nó, lính cai ngục đang gảy chân ngồi đối diện ổ gà mắng: cái đống bài nát của ngươi thì có gì tốt mà phải đổi. Đầu ổ gà vẫn là vỗ bàn một cái: quả nhiên ngươi đã nhìn bài của ta. Hắn ta trộn lẫn bài của mình với đống bài trên bàn rồi nói: đồ gian lận, ván này không tính. Được, lính cai ngục gảy chân mắng một câu, nhưng hiển nhiên cũng rất nhận nợ, không hề ngăn cản hành động trộn bài của gã ổ gà. Bích Châu bà không chào hỏi với bọn họ mà tự mình đi về phía lưới sắt. Khương Vọng cũng yên lặng đi theo. Này, thừa dịp đầu ổ gà đang trộn bài, cái tên lính cai ngục gầy kia mới là liếc mắt đánh giá Khương Vọng vài lần. Trước đây chưa từng gặp, đến từ đâu? Khương Vọng suy nghĩ một lát về lời nhắc nhở của Bích Châu bà rồi trả lời: Lâm Chi. À, người Tề Quốc. Câu nói này của anh ta cũng không hề quá ác ý, chỉ đơn giản lặp lại tin tức vừa mới biết mà thôi. Nói xong thì lại tiếp tục gảy ra chân. Ngược lại, lính cai ngục đầu ổ gà trộn bài xong, trong lúc đang xếp bài bỗng nhiên dừng lại, xoa xoa đầu tóc rối của mình. Hắn quay sang, tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía Khương Vọng: đã là người của Tề Quốc thì nói cho chúng ta nghe một chút xem, Tất Nguyên Tiết chết như thế nào. Ba vị lính cai ngục còn lại cũng đưa mắt nhìn sang, trong nháy mắt khiến cho người ta thấy hơi áp lực. Tất Nguyên Tiết? Khương Vọng cau mày, hắn còn chưa nghe qua cái tên này bao giờ. Cũng là lính cai ngục ở đây, nhưng chạy rồi. Bích Châu bà lên tiếng giải thích. Sau đó đã gia nhập địa ngục vô môn, là một trong số diềm la, hình như là Biện Thành Vương. Biện Thành Vương địa ngục vô môn chính là cai ngục ở Tu Hải. Một vị diêm la đều là cường giả ngoại lâu đỉnh phong. Nói cách khác, 4 vị gia hỏa lôi thôi lếch thếch đang đánh bại trước mặt cũng có thể đạt tới cảnh giới này. 4 vị lính cai ngục ngoại lâu đỉnh phong, thêm vào đó là Tất Nguyên Tiết đã chạy thoát, vậy là 5 vị. Cái lực lượng cai ngục của Tù Hải này mạnh nhất trong hiểu biết của Khương Vọng. Không đúng. Khương Vọng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái vị Tất Nguyên Tiết là lính cai ngục, vậy vì sao lại phải chạy thoát? Từ trước đến nay hắn chỉ có tù nhân mới được vận ngục, chưa từng có ai nói cai ngục cũng muốn vận ngục cả. Trừ phi cai ngục ở đây cũng là có thể tự ý rời đi, bọn họ cũng phải chịu một loại cấm chế nào đó. Trong lòng Khương Vọng đang suy nghĩ về những vấn đề này, bên ngoài thì trả lời đàng hoàng: hình như là bị thủ lĩnh của người gõ mõ ở quận Lâm Hải một trường bóp chết rồi. 4 cai ngục đang đánh bài nhìn nhau, sau đó vẻ mặt như là cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Cuối cùng bọn người tiếp tục cầm bài, không một ai nhìn Khương Vọng thêm nữa. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, bởi vì mình về quê nên mình có đọc trước một đoạn ngắn ngắn thôi để phát tối cho mọi người đỡ bị trống trải. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.